sản phẩm ở TT. Nghe là giảm giá chị rồi, ngày 11 tháng 11 thì mình sẽ khui cho các bạn coi. Này được đóng gói rất cẩn thận ha. Coi bên trong có mấy nước. Dạ đây là sản phẩm chính. Một cái phiếu. Dạ. Xem đây là cái gì. Ở đây ổ cứng SSD 250GB SATA 69 giây của Samsung. Hiện tại mình mua chỉ 1.250.000. Trong sách hướng dẫn, hàng này là hàng nhập khẩu ha, vì tiền nhập và bán lại chứ không phải hàng chính hãng ở Việt Nam nha. 250GB Samsung. Ở đây nó chỉ dán cái tem này thôi, ghi thời hạn bảo hành tới ngày 10 năm 2019. Cái ổ nhỏ gọn để mình gắn vô máy mình sử dụng thôi. Xong nhiều người mua thì nói ổ này rất là tốt nên mình cũng mua một cái. Rồi. Mình sẽ lắp vào máy.